Tôi bị sao ấy? Cậu cần một kỳ nghỉ. Tất cả chúng ta. Tớ là Sabina. Tớ là Alex. Gặp một cô gái à? Alex. Bố. Vụ gió ga không phải nổ bom. Không phải tai nạn. Vụ này là có chủ ý. Hắn tên là Yasin Gregorovitch. Không ai cho chúng ta an toàn. Nói lại từ đầu nào. Tôi thấy một người đàn ông có sẹo. Hắn bám theo tôi. Cậu nghĩ người này đã cố giết bố bạn gái của cậu. Ông phải tin đặc vụ của mình chứ. Ở đó chẳng có gì. Không ai tin tôi cả. Cậu ấy là trách nhiệm của ta. Không, cậu ta là gánh nặng. Tôi phải đi. Đi đâu? Làm công việc của cô. Người ta nói bố cậu đang viết sách về thần rắn có lông. Trò chơi điện tử. Tôi đã tạo ra nó. Những gì bố cậu đã viết đều bị đốt hoặc xóa sạch. Nếu cậu tiếp tục dò hỏi, chúng sẽ biết và sẽ tìm đến cậu. Chúng sẽ giết cậu. Tôi tìm một người bạn. Gregorovitch đang hoạt động và nhắm đến Tổng thống Hoa Kỳ. Còn hơn thế nữa, tắt hết đi. Ai đó cố hack lầu 5 góc. Liên quan đến trò chơi của ông ta, chúng ta sẽ thay đổi thế giới. Nó có gì đáng để chúng giết người chứ? Chỉ còn hai ta, hãy nói cậu có kế hoạch đi. Tôi đang nghĩ đây. Hãy tin đặc vụ của mình. Đặc vụ đó đang có tâm lý bất ổn. Những người này rất nguy hiểm. Tôi có thể tự xoay sở. Em đang gặp nguy hiểm. Những người lẽ ra phải hỗ trợ em giờ không còn ở đây. Đây là trò chơi của tôi. Không ai có thể đánh bại tôi. 3 tiếng rưỡi để trở thành người đỉnh nhất thế giới. Ông Gray, Damien, thôi nào. Alex Rider. Mùa mới 9:45 tối thứ Tư. Chỉ có trên AXN.